Hello, cả nhà và các bạn. Hôm nay là Thanksgiving buổi tối. Tâm Linh đã nhận được một cái bông hồng này mà lần không có biết là của ai. Thấy ghi là Tâm Linh tình yêu và cuộc sống. Secret admirer, nghĩa là một người hâm mộ mà bí mật. Thì lần trước một năm ngoái cũng vậy, cũng Linh cũng nhận được bông hồng như giống như vậy, nhưng mà nó là màu đỏ. Năm nay thì lại nhận được bông hồng màu trắng, rất là đẹp phải không các bạn? Nhưng mà mình nghĩ là chắc là không biết, thì nghĩ có một người á là mến mình tặng cho mình cái này, chứ không phải là tình yêu. Bởi vì nên không biết là ai, nhưng mà một năm rồi mà vẫn chưa có ra mặt, là cái người bí ẩn. Linh không biết là có phải cái người cách đây một năm hay không thì Linh không biết, nhưng mà bây giờ thì thêm một người tặng bông bí ẩn nữa. Thật sự Linh là rất là vui. Linh cảm ơn người đã hâm mộ mình và tặng cho mình cái này. Và cái thứ hai nữa là Linh cảm ơn tất cả cô chú anh chị em và các bạn đã cô chú anh chị em và các bạn đã ủng hộ tinh thần và đăng ký kênh cho Cam Linh. Cam Linh đã đọc từng tin nhắn, từng cái comment, bình luận rất là chân tình của tất cả mọi người đã dành cho Cam Linh. Linh rất là kỹ từng chữ để Linh hiểu được cái lòng của cái người nhắn cho mình, và mình không biết là nói cái gì để mà cảm ơn lại, mà mình cũng rất là xúc động khi mà mình không có biết mặt ai mà tại sao họ lại, những người cô chú anh chị em các bạn lại thương yêu mình và gia đình của mình như vậy. Cho nên mình rất là cảm ơn sâu sắc đến mọi người đã đăng ký kênh và ủng hộ và tinh thần của mình, để mình mặc dù mình đang lo cho ba má rất là cực, mà mình lúc mà có một cái dịp mình quay video lên để kỷ niệm thì mình cũng quay rất là nhiều, nhưng mà mình không có thời gian để mà mình edit video để mình post á. Nhiều khi á, mấy ngày cũng không post là tại vì mình bận quá, mà mặc dù mỗi ngày là có rất là nhiều thứ để mình quay, quay xong rồi cái không post rồi bỏ, thật sự bỏ cũng rất là nhiều. Nhưng mà nhiều cái video cũng giống như bây giờ là đang ở nhà mới của ba má, nhưng mà thật sự cái nhà cũ cũng rất là nhiều video mà rất là vui hay, nhưng mà mình cũng không có post được là tại vì nó qua qua nhiều á, một một số là mình cũng bỏ rất là nhiều. Cho nên khi mà các bạn coi á, mà bạn nói tại sao cái này là cũ hay cái gì, thì các bạn thông cảm là bởi vì mình cái video đó mình muốn chia sẻ để cho cô chú anh chị em các bạn thấy có một cái kinh nghiệm về cuộc sống, về tình yêu, tình cảm và cuộc sống của con người. Thật ra cái kênh của Tâm Linh tình yêu và cuộc sống nó cũng phát triển là nhờ được phần lớn là fan của người em bà Tám Cần Thơ đã ủng hộ qua và yêu mến. Mình cũng muốn tỏ bày cái yêu mến của mình rất là nhiều, mà mình không biết làm sao hết.
mình cảm thấy là mình lên tinh thần khi cô chú anh chị em và các bạn yêu thương yêu mến dành cho Cam Linh, tình yêu và cuộc sống. Và hôm nay là Thanksgiving, mình cũng cảm ơn cha mẹ đã sinh mình ra, cảm ơn tất cả những người yêu mến nhau, yêu mến mình và ủng hộ rồi đã tốt và đã có những cái tấm lòng bác ái. Rồi trước mắt đầu tiên là mình tạ ơn Chúa đã cho mình một cái ngày, tất cả từ đó tới giờ đến ngày hôm nay vẫn là bình an. Mình sẽ cố gắng và sống trong tình yêu thương tất cả mọi người và sống để thấy đẹp lòng Chúa. Mình muốn sống sao cho không có bị tội lỗi, thì mình chỉ biết là tóm gọn trong cuộc sống mình muốn sống sao mà mỗi lần thật sự ra mình mở miệng ra, mình không có muốn cho làm cho người ta buồn. Nếu mà mình một câu nói thôi, lời nói, việc làm mà mình làm cho người khác buồn, dù cho một chữ đi nữa thì mình cũng là có tội. Mà rồi nếu mà mình không có tội, mình không có làm người ta buồn, nhưng mà nhiều người khác á, họ làm cho mình buồn, thì Chúa cũng nói là mình phải tha thứ. Thì mình ráng mình sống là mình phải yêu thương mọi người, để khi mình có bị xúc phạm, mình có bị buồn đi nữa, họ làm cho mình buồn đi nữa, mình cũng phải yêu thương họ thì mình mới tha thứ được. Cho nên là bây giờ mình sống theo lời Chúa dạy là mình phải yêu thương tất cả mọi người, cho dù một cái người hèn mọn nhất, hoặc họ là nghèo nhất, họ là bệnh hoạn, họ tận cùng cái xã hội đi nữa, tệ nạn xã hội đi nữa, mình cũng vẫn rất là thương yêu họ. Đó là nhiều khi đó là Chúa hiện diện trong những cái người đau khổ đó. Mình phải đều yêu thương tất cả. Thì khi mà Linh làm YouTube á, thì Tâm Linh thấy nhiều người lắm, nhiều fan, nhiều người họ không, mình không có thể nào mình thấy được cái người đó, mình chỉ thấy được cái tên ngắn gọn ở trên YouTube thôi, nhưng mà mình cảm nhận được cái lòng của họ, nói lên những cái câu nói góp ý và chúc mình này kia, thì mình rất là biết ơn. Không biết nói sao, nói dài dòng thì cũng tóm lại là chỉ biết là luôn luôn là yêu thương mọi người để làm đẹp lòng Chúa. Và xin Linh xin hết, và hôm nay là Thanksgiving, Happy Thanksgiving everybody. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và Tâm Linh muốn biết là cái bông này là người nào tặng để cho mình còn muốn gặp mặt, để mình là mình nói chung ai mình cũng muốn là một người bạn vui vẻ để yêu thương trong cuộc sống, chia sẻ với nhau những cái gì khó khăn, bệnh hoạn hoặc là như thế nào mình. Rồi đó là cái tinh thần mà yêu thương nhau. Thật sự Linh rất là thích cái bông này. Mình rất là cảm động khi mà mình nhận được nó, thì mình muốn cái người đó cho mình biết. Và cái người mà cũng bí ẩn lần trước cũng tặng bông cho mình, thì giờ đến giờ mình cũng chưa biết là ai. Thì thật sự nếu mà người nào mà yêu mến mình thì mình cũng sẽ yêu mến lại hết, ai mình cũng yêu mến hết, cho dù họ không là đẹp, hay là không là kỹ sư bác sĩ, không là nhà cửa, không có gì hết, nhưng mà họ có một cái tấm lòng thì mình cũng sẽ
yêu thương họ hơn nữa, hơn những cái người khác nữa. Cho nên đây là cái cũng là một cái tấm lòng mà bày tỏ tặng cho mình, cho nên mình cũng muốn biết. Có gì test riêng cho mình để mình biết là bạn tặng cho mình hoặc cô chú anh chị em nào đó tặng cho mình thì cho mình biết. Mà cứ bí mật hoài như vậy á, Chúa nói á, mình đừng có để cái gì ngày mai, mà làm được cái gì ngày hôm nay là mình phải làm. Mình đừng có để bất cứ cái gì ngày mai hết. Tại vì mình đâu có biết ngày mai mình còn sống hay là chết. Cho nên mình làm được cái gì ngày hôm nay là mình nên làm hết, làm theo hết cái khả năng và cái tấm lòng của mình. Cảm ơn, xin hết và cảm ơn rất rất là nhiều. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Quá bao la mà vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hòa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa. Lòng con sao vô tình quá, xin dạy con biết yêu thương hoài, mở rộng con tim hiến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát ca vọng đến muôn nơi, khắp thế nhân vui mùa cứu rỗi. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa, xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa, xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ.